Xin chào cả nhà. Này đêm nay tới nước đi sôi rồi cả nhà. Bữa nay nước nó bắt đầu nó cạn bãi đó. Cái bây giờ nước bắt đầu nó lớn lại nè. Nghĩa sẽ đi sôi bạch tuộc nha. Bữa nay thì mình sẽ có một cái dụng cụ mới. Cái này là mình lấy trên bát gì nè cả nhà. Đây là cái nơm nha. Cái nơm để mình nơm cá đó. Mình chụp mấy con cá thì mình thọt tay vô đây mình đụm. Như là mình có đem cái thùng để đựng bạch tuộc. Giờ này thì nước đang lớn cả nhà, mà nước này nước kém á, cho nên là nó lớn lâu lắm, nó lâu ngập rừng lắm, mình đi được cái thời gian nó lâu hơn, mình cứ đi theo mé nước thôi, nước lớn tới đâu mình đi tới đó, gặp con gì mình bắt con đó nha. Cái bữa nay mình có gặp cá bống sao hay là cá bống tre gì đó, mình nơm mình bắt luôn. Này mình phát hiện một con rắn đầu tiên rồi cả nhà. Đó, nó đang bò dưới đây nè. Giờ mình sẽ lụm nhẹ nhẹ, mình bỏ vô trong cái thùng. Đó, mình có đem cái này nè, mình đậy lại, nhét lại. Nhét lại đây cho nó không lên. Rồi lọt vô luôn. Vừa vừa thôi. Rồi. Hôm nay mình đem cái nơm sao đi không gặp cá gì, trốn mình hết rồi. Này mình phát hiện được một con bạch tuộc này nè cả nhà, con này nhỏ nè, nó đang đu đây nè. Đó, cỡ này nấu mì ăn ngon lắm nha, trời nó phun mực ghê quá. Có cái lỗ nè, chui vô luôn đi, chui vô bám không buông vô. Con còn rắn nước nó đang ở dưới cái dấu chân này cả nhà, không biết nó đút đầu dưới đây nó làm cái gì đây, chắc kiếm cá ăn hay sao nè. Rồi cũng bò lên đây à, thì mở cái thùng ra trước nè. Đó, lụm nhẹ nhẹ bỏ vô, lụm nhẹ thôi để lụm mạnh nó cắn. Ủa sao đây có con nữa, phải con này bò ra không? Ủa đâu, hai con nè, vậy là con này nó mới lên, mới chui lên, tưởng đâu mày trong thùng mày ra chứ. Vô. Đó, ngoan vậy có được không? Giờ này đi mũi quá trời mũi luôn cả nhà. Mình mặc cái áo hơi bị mỏng á, mũi nó đeo nó chích xiên cái áo luôn. Nãy mình vừa mới phát hiện có một con cá bống tre. Rồi nó chạy ra ngoài đây rồi cả nhà. Nè, nó nè. Nó chui xuống cái lỗ đó đó. Ê, có. Có nha cả nhà. Dính lên nè. Nước nhiều quá. Hơi khó bắt. Ê, được rồi. Nè. Một con bống tre quá trời bự luôn. Ây da trời ơi, đúng. Mình nơm sâu. Cá này kho ăn ngon. Cái giờ lại mình đậu đây nè. Giờ đi nó còn cạn chứ lát về là nó lỉnh lãng. Ồ, có con bạch tuộc kìa cả nhà. Nè, nó nằm nè. Con này bự á. Cả nhà thấy nó không? Cục đen thui luôn. Đã chưa? Cho vô luôn. Chú vô.
Đó. Nay thì hết mùa bạch tuộc rồi cả nhà. Đóng đáy không có nhiều nữa. Đi sôi thì chắc cũng không có nhiều đâu. Nó lên lai ra gì thôi. À, có con bạch tuộc nữa kìa cả nhà. Nè, nó leo lên bờ luôn. Ừ. Mình lại cho nó tuột xuống à. Đã không? Mày hả bưởi. Giờ này thì nó đi bắt còng nó ăn á cả nhà. Chui vô. Ừ. Cái con này thì nó hít cũng cứng lắm mà tới chừng nó nhả đi liền. Hay đây con nữa. Ui, nó vô trong đây nè. Ở ngoài kia nó không vô mà nó vô ngay cái chỗ mé rạch này cả nhà. Bạch tuộc bự bự không? Bò đâu vậy? Đây nè. Chui vô. Đó. Chui vô. Khôn dữ vậy. Nè, tự tuột vô. Trời, con cá không sao. Nó nằm trong hang. Hồ đây con mini nè cả nhà. Con này thì nó quá nhỏ rồi. Dễ thương không? Đi thấy ghét không? Nhỏ quá thì mình sẽ không bắt nó đâu. Kiếm mấy con to này. Ui, một con đen thui luôn. Nó nằm dưới dấu chân này cả nhà. Thôi, nhìn nó thấy ghê không? Quá trời bự luôn. Nó nằm nó ngụy trang. Nó chờ cái có con nào, con còng, con cá gì đó đi ngang. Nó sẽ túm nó ăn. Vô. Mày làm tao bực. Cái cục này mình chắn đỡ thôi chứ nó để cho mấy con rắn nó đựng ra thôi. Đây có cá bông sao nè. Mày hả bưởi. Nó chạy. Không có bao tay cho nên hơi khó bắt. Này. Cho nó vô thùng trước đi. Chắc xíu mình bỏ cái cục này trên vỏ quá. Cầm theo thấy bất tiện quá. Khi nào có rắn bự rồi mình lấy mình nhát. Rắn nhỏ này nó cũng không có leo được. Ôi bạch tuộc nó này cả nha. Nó vô trong rạch quá trời luôn. Con này còn bự hơn mấy con kia nữa. Ý. Lẹ ghê không? Ngon rồi nha. Đó. Dễ thương gì coi được không? Nghĩa đang đi vô trong một cái nhánh rạch nhỏ này. Hai bên bần. Ồ, một con rắn bự nè cả nhà. Này, nó bò kìa. Rắn nước cỡ này thì cũng gọi là bự rồi. Có mấy con cả nửa kilo nhưng mà hiếm lắm cả nhà. Thường thì nghĩ thấy nhỏ nhỏ vậy đó. Nước này lâu lớn thiệt cả chứ. Đi từ nãy giờ mà nó mới lên được có mét mấy nước à. Biết chừng nào nó mới ngập hết cái bãi đây.
nay đi chắc tới nửa đêm luôn á. Đây đường con nữa nè cả nhà. Đó. Con này đang lên nó kiếm mấy cái hang còng này. Nhầm con mình bắt được nó cũng ôm mấy con còng luôn nè. Này, vô. Bữa nay người ta đi cũng đông lắm cả nhà. Đi cứng bãi hết luôn. Đây, đây một con nữa. Hên quá cả nhà ơi. Bữa nay coi bộ nó lên cũng nhiều lắm nè. Xài cái này cũng bất tiện quá. Ê, đây anh con nữa. Chui xuống lẩu. Ý. Xíu nữa là mất rồi. Nó mà đi xuống hang là mình thua liền. Mấy con này nó hay. Vô. Nó đeo đá không? Đu như người nhà anh trong. Oh, ở đây có con rắn bự nữa nè cả nhà. Nằm im ru luôn nè. Chụp. Con rắn chỉ có cái đầu thôi. Chụp cái đầu nó là xong. Lội nguyên một đường. Cả 100 mét. Lượm được con rắn. Nãy mình thấy cái nơm với cái cục bông nó bất tiện quá cho nên mình bỏ lại cả nhà. Vô dụng quá. Nay đi cái bãi này không có cá. Không có cá để mình nơm. Mình bỏ lại luôn. Đây được con bạch tuộc nữa cả nhà. Mày hả bưởi. Chạy đâu. Ui. Ngon lành. Con nào cũng bự bự hết. Cuối mùa cho nên là cũng ít có con nhỏ lắm đây nè. Bắt được con nào đáng con đó. Mình kiếm chừng đi soi được chừng 10 mấy 20 con là cũng ngon rồi. Cá bông xào thì ghét không? Thì chụp mày luôn nè. Không có bao tay. Không có bao tay chân lùi. Ừ. Con rắn dưới cái hàng này cả nhà. Nghĩa mới thấy nó thụt xuống đây nè. Mày thụt đi đâu? Rồi đi xuống rồi. Chạy hả? Chạy. Quảng à. Vô. Tưởng đâu trốn với xí hang là xong. Giờ này thì có một số bãi nó ngập trước đó cả nhà. Cho nên mấy người mà người ta đi sâu ở mấy cái bãi đó đó, ta đi về hết rồi. Mình đi sâu ở mấy cái bãi cao thì mình về sau. Này, ở đây mình phát hiện một con nữa nè. Nó đang nằm dưới dấu chân nè. Đó. Con nào cũng bự bự không, đá thiệt.
Rồi ở đây hai con rắn luôn nè. Nên bắt con này trước. Rồi nó chui vô hang rồi. Mày tưởng mày chui vô hang là mày xong hả? Ui. Đây. Một con. Vô. Đây một con nữa nè. Con này thì nó đang lần quần đây nè. Bốc nhẹ nhẹ thôi. Mấy cái con mà nó đang lội nhanh á, cái mình bất ngờ mình chụp nó lại cái là nó hết hồn, nó quay sang nó cắn. Hey, phát hiện rồi nha. Ồ, kế bên có cái dấu chân gì nè cả nhà. Dấu chân này giống của mấy con tròn, con rái gì nè. Bự 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 ghê. Lụm. Vô. Để từ đây tới lúc về kiếm chừng 20 con thôi. Ước mơ nhỏ nhoi. Cái chỗ này là cái chỗ cao nhất rồi, nhưng mà bây giờ nó cũng ngập rồi. Ngập lĩnh lãng à. Nãy giờ không biết được bao nhiêu con bạch tuộc nữa. Mà chắc không tới 20 con đâu. Giờ nhé, về nhà nha. Ôi con rắn nè. Trời ơi. Ta đi về rồi mà mày còn lú cái đầu lên chi vậy. Đâu rồi. Wow, cái hang này sâu quá. Trời ơi. Đứng lại. Chạy đâu. Để tao thấy được mày rồi, sao mày thoát được. Vô. Đang về mà nó còn ra nó hiến. Nãy giờ mình đi qua bãi bên đây mình lụm được 5-6 con rắn luôn cả nhà. Ở đây có một con to quá trời to luôn nè. Bự nhất từ nãy giờ mình thấy á. Nó ngóc cái đầu lên nè. Ghê không? Cho vô thùng luôn. Bây giờ mình đi lang thang đây khúc nữa coi có không. Đây nữa nè. Rắn nữa. Sau khi đi một vòng thì nghĩa bắt được bao nhiêu đây rắn nữa nè cả nhà. Một chùm luôn. Đó. Cả nửa ký lô á. Với một con bạch tuộc nữa. Này nó bò. Vô. Giờ chắc nghĩa đi về quá cả nhà. Tối dữ. Nãy giờ con mình nghĩa là trụ lâu nhất á. Ta đi về hết trơn rồi. Mấy tiếng dỗ lại đó là người ta chạy về. Chạy về tới rồi nè cả nhà. Bữa nay mình bắt quá trời rắn luôn. Bây giờ nghĩa hốt nó ra. Khủng khiếp luôn. Con rắn mà sau khi mình thu phục được nó rồi cả nhà, mình cầm kiểu gì nó cũng cắn hết á. Hốt. Chà, thấy mấy này cho mê lắm. Vô. Cho nó vô đây. Coi nó có lủng không nha. Quên. Coi có dính con bạch tuộc nào không. Ghê không. Thôi mấy bạn ơi, cái tụng này nhỏ quá. Lát ấy thì bỏ vô tụng bự. Ủa nhiều lắm luôn ha. Rắn nước thì nó cỡ này đó nha. Phúc đi về bãi này nào quá trời quá đất. Đúng mà lụm mấy con. Em thấy em ở game mà em có dòm ra em coi mấy người đi sâu nè. Em thấy đi không à. Lụm ít lắm.
Thì anh lụm rắn không? Ta lụm là ta lụm bạch tuộc thôi. Thì hễ khum xuống là lụm mực á. Ừ. Mà em thấy không có khum xuống. Thấy đi không à? Cá. Cá này cá bóng tre ha. Cá bóng tre. Sống luôn. Đó. Khỏe không á? Cột được luôn. Vậy là xách cái tụng này đi bán luôn á. Ai mua là cho tụng này luôn á. Cho tụng rồi tụng đâu đựng mực. Ôi, cả 2 kg á. 2 kg có hơn á. Nhiều quá anh, quá trời luôn. Tụng luôn. Về tới phần mấy con bạch tuộc nè. Mấy con này. Nó đều dính liền hết đéo. Tuộc bự không á. Hả? 1, 2, 3, 4 thôi đem thu luôn rồi. 5 này, cái thao nước ta đang sạch. 6 7 8 9 10 nữa. 11 con này khỏi tính đi. 12 rồi hết rồi, có 12 con à. Ước mơ được 20 con mà không được. Cái tụng này là cái tụng để động mực để nó không có nhui ra được. Cái con này nó hay lắm, như cái tụng này đi, cái lỗ này nó hơi bự nè. Nhưng còn mà nó nông mà đứt một sợi thôi là nó ra hết luôn. Nó rủ. Nó lần mấy cái que nó chui ra hết. Con này nó rủ một kia. Còn cái tụng này thì nó có đứt lỗ cũng không sao. Bảy tám lạng. 700-800 gram. Giờ tắm rửa đi ngủ cả nhà. Cái này thì mình cho xuống nước, còn cái này thì mình cho nó vô thùng. Ôi trời, ông nội ơi. Bể thùng luôn, nặng quá. Hết hồn. Về xa hôm nay Nghĩa bắt mấy con bạch tuộc vô để mình xào mì ăn sáng cả nha. Bạch tuộc nè, chỉ lại có mấy con tôm. Tôm sắc á, bữa hôm qua mua đi câu mà cá nó không ăn thôi mình ăn luôn. Này là nước tương tỏi ớt nha. Đó, mì xào. Cả nhà nhìn hấp dẫn không? Rồi mời cả nhà ăn sáng chung với hai chồng Nghĩa nha. Mời cả nhà. Mời anh nha. Dĩa này ăn xong trưa nay khỏi ăn cơm cả nhà. Chiều ăn. Ngày Trà với Thái chưa xuống nữa. Chắc phải bữa nữa mới có xuống. Ngon quá mà. Thứ dữ không mà không ngon. Bạch tuộc này mà xào mì là hơi bị ngon quá. Rồi cái sâu quá trúng, sâu bên 7 lắm chứ. Hôm nay hết mùa luôn à. Tối này đi với chú Thịnh nói. Sau chắc cũng chừng 20 con hơn. Không đi sớm hơn anh đúng không? Ừ. Đi sớm quá thì cũng đâu có nhiều. Mà lội mệt lắm. Hồi tối em ngồi ghe nè, em nhìn lên trên bãi này nè.
Em thấy có người đi cầm thùng, em tưởng là anh không à. Nhiều lắm, tối ngày đi, ta đi hết bãi rồi. Không có bãi nào trống. Ở đây mà người ta nghe mà đi sôi có cái là người ta đi đi dữ lắm. Hay là đi bắt tung tích rồi đó, người ta nghe có cái là người ta đi dữ. Rồi Nghệ xin kết thúc video luôn nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Nhớ cho mình nào một like, một đăng ký để ủng hộ mình nha cả nhà. Bye bye. Hẹn gặp cả nhà video tiếp theo nha.